Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Ok. Mấy hôm nay Hà Nội trời mưa nhiều, thời tiết ẩm, cho nên phơi quần áo cũng hay bị ướt. Đây là phơi quần áo mặt bị cảm. Hiện giờ tôi đang bị nghẹt mũi. Nhưng mà cũng chính từ lý do này cho nên tôi nghĩ ra ý tưởng là một mắc phơi quần áo tự động thu vào khi trời mưa. Để làm mắc này, trước tiên chúng ta cần có một bộ cảm biến nước mưa. Cảm biến nước mưa này thì các bạn có thể lên mạng search tìm mua rất dễ, giá dao động khoảng từ 70 đến 90 nghìn một bộ. Cảm biến nước mưa thì bao gồm có một mạch phát tín hiệu cảm biến nhỏ, như ở đây tôi đã gắn lên bằng mạch in, và một đầu cảm biến mưa. Đầu cảm biến mưa này thì đơn giản chỉ là một bảng mạch song song như này, khi có nước mưa nó sẽ chập hai bên mạch lại với nhau. Và sau khi chập hai bên mạch với nhau thì tín hiệu sẽ được truyền về bộ cảm biến. Bộ cảm biến sẽ trả ra tín hiệu là trời có mưa. Ngoài ra mặt cảm biến này được cung cấp kèm theo dây kháng ngắn, cho nên tôi đã nối dài dọc thanh phơi quần áo. Tôi đã nối dài ra như này để đấu vào cảm biến ở trong mạch này. Và do đơn giản chỉ là mạch chập cho nên các bạn cứ nối dài thoải mái. Ở đây tôi sử dụng một cặp sợi dây lấy từ dây mạng ra để nối dài. Ngoài ra ở đây tôi sử dụng một bảng mạch in, một bảng mạch và một số linh kiện để điều khiển motor kéo ra và thu vào quần áo. IC tôi sử dụng ở đây là N298. Lát nữa tôi sẽ để xem thiết kế của mạch điều khiển này, thì các bạn có thể vào website làmnhưthenao.com để download bản thiết kế, rất đơn giản thôi. Với các bạn không biết về điện tử thì có thể làm máy móc theo. Ngoài ra, trên thiết kế tôi để hai công tắc vào và ra. Ra để kéo quần áo ra, vào là để thu quần áo vào. Cái công tắc này là công tắc điều khiển bằng tay, để khi quần áo đã khô chúng ta có thể chủ động thu vào, hoặc khi chúng ta mắc quần áo lên chúng ta có thể chủ động kéo ra. Tiếp theo sau mạch điều khiển thì là hai công tắc hành trình. Công tắc hành trình này thì có tác dụng để cho biết khi nào quần áo thu vào hết cỡ thì công tắc hành trình sẽ được đóng để ngắt dòng điện, motor sẽ dừng quay. Và khi nào quần áo được kéo ra hết cỡ thì công tắc hành trình này cũng sẽ ngắt mạch điện để motor dừng lại. Công tắc hành trình này thì được đấu nối tiếp với hai công tắc vào và ra. Các bạn cũng có thể xem nguyên lý trên mạch điện. Tiếp theo một số ốc vít và một cái hộp để đặt linh kiện cũng như motor. Hai thanh ghim được uốn ra để gắn vào đầu công tắc hành trình để kéo dài công tắc hành trình. Hai bánh răng các bạn có thể thay bằng hai miếng nhựa để gắn lên dây nhằm làm vật tiếp xúc với công tắc hành trình. Những cái này khi tôi lắp ráp thì các bạn sẽ tưởng tượng dễ hơn. Trước tiên thì các bạn lắp mạch in, các bạn có thể xem sơ đồ như tôi đã nói. Sau đó các bạn đấu vào motor thì tôi bắt vào trong hộp, bắt như thế này, sử dụng hai đai bắt ống nước. Đai bắt ống nước này các bạn có thể mua rất dễ dàng ở các cửa hàng vật liệu. Và tiếp theo là một bánh quay để tải dây. Bánh này thì tôi sử dụng một miếng nhựa tròn ở giữa gắn vào trục motor, và hai bên miếng nhựa tôi ốp hai cái đĩa DVD vào, chủ yếu để định hướng dây, tránh làm cho dây trượt ra khi motor quay. Và đây là sơ đồ mạch điều khiển mắc treo quần áo của chúng ta. Đây là nguồn cấp vào 12V. Supply 1 là chân dương, supply 2 là chân âm. Chúng ta sử dụng IC 7805 để chuyển điện thành điện 5V. IC 7805 thì có 3 chân, 1, 2, 3. Các bạn quay IC về hướng của mình, đọc được chữ tên của IC thì thứ tự từ trái qua phải sẽ là 1, 2, 3. Các bạn cứ theo thứ tự đấy để làm. Open 1 và Open 2 tương đương với việc các bạn đấu công tắc.
mở ra, tức là công tác kéo quần áo ra, và hai chân 1 và 2 này. Limit 1 và limit 2 là tương đương với vị trí mà bạn đấu công tác hành trình giới hạn kéo vào, à hành trình giới hạn mở ra. Các bạn đấu vào công tác hành trình giới hạn mở ra. Các bạn lưu ý công tác này, các bạn đấu ở trạng thái luôn đóng. Tức là không, khi không có tác động lên công tác thì công tác sẽ luôn cho dòng điện đi qua. Và khi có tác động lên công tác thì công tác sẽ ngắt dòng. Và ở đây limit 2. Limit 2 cũng có hai chân, limit 21 và limit 22. Đây là công tác giới hạn kéo vào. Công tác hành trình giới hạn kéo vào, các bạn cũng đấu ở trạng thái luôn đóng, tức là luôn cho dòng điện chạy qua nếu không có tác động. Close 1 và close 2 là công tác, đây là công tác kéo vào, và các bạn có thể sử dụng công tác này để kéo quần áo vào. Khi vào đến công tác hành trình giới hạn kéo vào thì công tác hành trình giới hạn kéo vào sẽ ngắt dòng và chúng ta sẽ không bị kéo quá đà, hoặc motor sẽ không bị cháy do quá tải, vân vân. Sensor 1 và sensor 2 là hai đường đưa từ cảm biến mưa vào. Các bạn lưu ý, 1 là chân dương và 2 là chân tiếp địa. LTV816 này gọi là cách ly quang. Đây là một dạng diode điều khiển thông qua quang học, rất an toàn cho các thiết bị sử dụng điện, bởi vì nó sẽ không gây, nếu như diode hỏng hoặc mạch quá tải, nó sẽ không gây hở điện sang mạch bên kia và chống giật. Transistor thì chúng ta sử dụng hai con ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai đây, hai con giống nhau đều là C828. Và ở transistor này, hai chân E đều tiếp địa, hai chân C đều qua trở 1K đấu với chân số 3 của IC7805. Hai chân B của hai transistor này cũng đấu qua trở 1K và đấu với chân số 3 của IC7805. Ngoài ra chân B còn một đường trả về với công tác điều khiển, công tác điều khiển ra và công tác điều khiển vào. Nói chung khi làm mạch, khi đấu mạch thì các bạn cứ đấu cả 4 con trở 1K này về với chân số 3 của IC7805. Các chân điều khiển ra, chân C thì các bạn qua diode chân C của transistor thứ nhất, qua diode 1, chân C của transistor thứ hai qua diode 2, hoặc các bạn có thể sử dụng một con diode kép, con 1N4446 là đơn giản nhất. Tất cả các chân nối đất như các bạn thấy ở đây đều nối chung về một chân là chân số 2. Nói chung chân tiếp địa thì chúng ta đều đấu chung. Đấy là dành cho những bạn không biết về điện tử. Nguồn 12V thì chúng ta cấp trực tiếp vào IC điều khiển motor. Ở đây chúng ta sử dụng IC L298. IC này như Hà Nội mua ở chợ trời, giá là 40.000. Hoặc các bạn tìm các cửa hàng bán linh kiện online đều có IC này hết. Đây là IC điều khiển hai motor. Chúng ta chỉ dùng một vế, tức là chỉ điều khiển một motor. Và chúng ta sử dụng chân có số thứ tự từ 1 đến 9. Chân 1, chúng ta nối đất bằng trở công suất cao 5W, 0,47 ohm. Chân số 4 và chân số 9, chúng ta đấu với nguồn 12V. Chân số 6, chúng ta đấu với đầu ra của diode 1 và diode 2. Chân số 6 là chân enable, tức là cấp nguồn cho phép IC hoạt động. Chân số 5 và chân số 7, chúng ta đấu với các cực tương ứng của transistor số 1 và transistor số 2. Đây là hai chân điều khiển motor, điều khiển chiều quay motor. Chân số 2 và chân số 3 thì các bạn đấu với hai cực của motor. Chân số 8 các bạn nối đất. Và cách đọc chân, cách đọc số thứ tự chân của IC thì cũng giống như 7850. IC L298, các bạn nhìn thẳng vào, thấy dòng chữ có ghi tên IC. Sau đó các bạn đọc thứ tự chân từ trái qua phải, tương ứng từ 1 đến 15. Chúng ta chỉ sử dụng từ 1 đến 9. Và trên sơ đồ của chúng tôi cung cấp ở đây, các bạn có thể dựng mạch in luôn theo như này. Chúng tôi đã vẽ theo dạng mạch in rồi. Và mạch in này các bạn có thể download ở trên trang làmnhưthenao.com. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt mạch in vào trong hộp. Tất nhiên rồi, do ở đây làm mẫu cho nên tôi thiết kế hộp không chuẩn lắm, dẫn đến việc bắt mạch in sẽ hơi nhôm nhựa.
nói theo cách thông thường là nhìn sẽ hơi nhung nhựa. Việc tiếp theo các bạn sẽ kiếm một mảnh nhựa để thiết kế phần mặt, của hộp. Phần mặt này chúng ta sẽ gắn hai công tắc, thứ nhất là công tắc vào ra menu, thứ hai là hai công tắc hành trình. Các bạn thiết kế sao cho rãnh dây, rãnh chạy dây này khớp với cả phần bánh bên trong, khớp với phần bánh thu dây bên trong như thế này. Và có một phần này, để chúng ta gắn thanh làm giá phơi quần áo. Phần ô trống này để chúng ta gắn thanh mắc giá phơi quần áo. Nếu các bạn thắc mắc tại sao phần mặt, hộp được cắt và khác đẹp như vậy thì các bạn có thể liên hệ làm như thế nào, có một chiếc máy để ra công việc này. Tất nhiên là có tính phí nhưng mà giá cũng rẻ hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn công tắc hành trình. Giờ đây tôi đã chạy thử cho nên tôi biết vị trí gắn công tắc hành trình phù hợp với vào và ra. Khi gắn tốt nhất các bạn nên thử trước xem vào và ra như thế nào để gắn công tắc hành trình sao cho phù hợp chiều thu quần áo vào và chiều thu quần áo ra. Tiếp theo các bạn tiến hành đấu các loại dây. Các bạn lưu ý chúng ta đi dây gọn lại để tránh ảnh hưởng đến cơ cấu chuyển động của motor. Nếu cần các bạn có thể dùng băng dính để dán dây lên thành hộp. Như vậy tạm lắp xong phần hộp chính. Tiếp theo phần thanh trượt. Phần thanh trượt đưa quần áo thì ở đây do thiết kế demo cho nên tôi sẽ thiết kế ngắn gọn một chút. Thứ nhất ở đây là đầu cảm biến nước mưa. Như tôi đã nói lúc đầu, phần đầu này không cần phải gắn vào đây, không nhất thiết phải gắn vào đây. Các bạn có thể đặt ở vị trí nào hứng mưa dễ thì các bạn cứ đặt. Tiếp theo là một bánh lăn. Bánh ở đầu, phần bánh, phần con lăn ở đầu thanh phơi quần áo. Con lăn này có tác dụng đỡ dây, kéo ra kéo vào. Các bạn có thể tự thiết kế, ở đây tôi cũng thiết kế bằng hai bánh răng. Các bạn có thể thấy hai bánh răng ôm sát vào nhau và một miếng nhôm hộp vuông đục lỗ hai bên xuyên trục qua và con lăn của chúng ta có thể quay ngon lành. Sau khi xong phần con lăn thì các bạn gắn cảm biến vào đầu này. Như tôi nói từ đầu, dây thì các bạn sử dụng ruột dây mạng và có thể nối dài bao nhiêu tùy thích. Tiếp theo các bạn mua một ít móc rèm. Các bạn có thể mua dễ dàng ở các cửa hàng tạp hóa thập cẩm hoặc là mua ở các cửa hàng bán vải may mặc vân vân để làm móc treo quần áo. Các bạn mắc quần áo và treo lên móc này. Móc rèm này thì tùy theo nhu cầu của các bạn và độ dài của thanh phơi quần áo mà các bạn sẽ mua móc rèm số lượng như nào. Ở đây do làm demo cho nên tôi sử dụng thanh phơi quần áo khá ngắn, móc rèm tôi sử dụng đôi 4-5 chiếc. Còn khoảng cách các móc rèm thì các bạn tùy theo nhu cầu phơi quần áo. Ví dụ quần áo mùa hè, mỏng cho nên có thể để sát nhau một chút. Như ở đây tôi để khoảng 10 phân một móc. Còn nếu mùa đông thì các bạn nên để các móc ở khoảng cách xa nhau ra, bởi vì quần áo mùa đông dày, nếu như chúng ta để gần nhau thì không đảm bảo được không gian để cho quần áo có thể khô. Sau khi xác định khoảng cách của các móc thì chúng ta lấy dây buộc cố định các móc lại theo đúng khoảng cách đó. Mục đích buộc dây này là gì? Đấy là khi chúng ta kéo quần áo ra, ví dụ như ở đây chúng ta kéo ra, thì sau khi đạt đến khoảng cách các móc thì mối cố định dây sẽ kéo móc tiếp theo ra.
Tương tự như vậy sẽ kéo quần áo của chúng ta dàn ra trên dây phơi. Các bạn buộc cố định lại. Sau khi buộc xong, các bạn nhớ để một phần thừa ở móc đầu tiên của giá phơi quần áo. Phần dây thừa, phần này sẽ được nối với dây dẫn động chính để khi kéo quần áo ra, chúng ta sẽ kéo như tôi vừa mô tả. Còn khi kéo quần áo vào, cũng kéo móc đầu tiên. Móc đầu tiên sẽ chạm vào móc thứ hai và sẽ kéo các móc còn lại của quần áo vào trong. Như các bạn thấy tôi mô tả ở đây. Ở phần cuối thanh phơi quần áo, các bạn làm một chốt chặn. Để như tôi đã nói lúc nãy, khi thu quần áo vào, khi đến chốt chặn, quần áo sẽ dừng lại. Và đồng thời khi đó thì công tác hành trình của hành trình vào cũng phải được đóng để ngắt dòng điện đến motor. Ở cuối thanh phơi quần áo, các bạn có thể cố định luôn vào hộp điều khiển chính, hoặc như ở đây tôi làm một thanh xoay, một thanh bằng đồng, khoan thủng hai bên bắt một trục và khoan thủng thanh phơi quần áo bắt thanh trục xuyên qua đó, để đơn giản tôi có thể nâng và hạ thanh phơi quần áo, nâng hạ một đầu. Dây cảm biến thì các bạn luồn qua thanh này, đấu vào phần cảm biến, phần điều khiển ở cảm biến. Như đã nói, bây giờ tôi sẽ tiến hành bắt thanh phơi quần áo vào hộp chính. Như tôi đã nói khi nãy, phần này các bạn có thể bắt cố định cũng được. Còn tôi muốn làm trục xoay như này để có thể Để nâng và hạ thanh phơi quần áo. Sau khi bắt xong, các bạn luồn thanh phơi quần áo vào đây. Và tiến hành bắt mặt này của hộp vào trong hệ thống hộp chính. Các bạn cứ bắt nhiều vít một chút cho chắc chắn. Như vậy là xong phần hộp chính. Tiếp theo là phần đấu dây kéo. Thì trước tiên các bạn kéo hết cỡ dây kéo ra. Sau đó các bạn luồn dây kéo vòng qua bánh răng ở đầu của thanh phơi. Luồn vòng qua bánh răng như thế này. Tiếp theo các bạn tiến hành nối dây. Cắt phần thừa để cho đỡ ngứa mắt. Nối dài dây. Các bạn xỏ dây qua khe. Xỏ dây qua khe. Kéo căng căng một chút. Tiếp đó các bạn lại vòng dây. Các bạn vòng một vòng dây quanh bánh răng kéo, quanh bánh xe kéo ở motor.
các bạn vòng một vòng. Do góc quay của máy không thể đảm bảo cho nên tôi không quay được, nhưng tôi nghĩ nói là vòng một vòng thì các bạn hiểu là phải làm như nào. Sau đó các bạn xỏ đầu còn lại, xỏ qua khe kéo. Các bạn kéo căng một chút. Sau đó các bạn buộc đầu còn lại vào móc đầu tiên của móc đầu tiên hay móc ngoài cùng của phần thanh kéo. Sau khi luồn qua thì các bạn tiến hành buộc chặt lại. Ok, sau khi buộc chặt lại thì các bạn cắt phần dây thừa đi. Vậy là về phần cơ khí tạm coi như xong. Bây giờ chúng ta sẽ đấu đầu sensor, đấu đầu cảm biến nước vào trong phần điều khiển của cảm biến. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm việc tiếp theo rất quan trọng. Việc quan trọng mà tôi nói đến, đấy là chúng ta sẽ tiến hành gắn cảm biến. Chúng ta sẽ tiến hành gắn dâu cho cảm biến, hay là hay nói cách khác là gắn dâu cho công tắc hành trình dừng. Các bạn đặt lên sao cho công tắc, sao cho phần cái ghim này vòng qua dây. Sau đó chúng ta tiến hành dùng keo nhiệt, keo nến gắn lên. Các bạn dùng keo nến hoặc thiết hàn hoặc bất kỳ cái gì mà bạn nghĩ là có thể gắn chắc lên được. Để gắn vật cản lên dây, để khi dây thu vào hoặc dây kéo ra, vật cản chạm vào làm bật tắt công tắc hành trình, thì các bạn đấu điện vào, kéo dây vào hết hành trình. Ví dụ như ở đây tôi đang phơi quần áo ra, thì các bạn bấm nút sao cho phơi quần áo ra hết cỡ, hết công tắc hành trình. Sở dĩ chúng ta kéo vào hết cỡ rồi nhả ra một chút là để nhả ra để cho khoảng không di chuyển của công tắc hành trình. Chúng ta nhả lại một chút là ở trạng thái công tắc hành trình mở. Khi chúng ta kéo ra quần áo ra hết cỡ thì vật cản này sẽ đóng công tắc hành trình và ngắt mạch điện. Đấy, như thế này là ngắt mạch điện và chúng ta không thể kéo vào được nữa. À, chúng ta không thể kéo quần áo ra được nữa, chúng ta chỉ có thể kéo vào. Sau khi vật cản ở công tắc hành trình kéo ra đã khô keo, chúng ta bắt đầu tiến hành gắn vật cản cho công tắc hành trình ở hành trình thu vào. Chúng ta lại gắn thu vào. Chúng ta kéo gần đến nơi. Ở đây tôi dùng thử nguồn máy tính để cấp nguồn 12V cho hệ thống. Trước tiên chúng ta phải ập nguồn lên. Tiếp theo, test chức năng bằng tay. Đầu tiên, đẩy quần áo ra. Công tắc hành trình đã đóng và ngắt nguồn điện đến motor. Như vậy chúng ta có thể ấn đẩy ra nữa, hệ thống cũng sẽ không đẩy ra. Tiếp theo chúng ta test chức năng vào, các bạn ấn nút vào.
công tắc hành trình vào đã đóng, như vậy chúng ta cũng không thể kéo quần áo vào sâu hơn nữa. Như vậy là chức năng bàn tay hoạt động tốt. Bây giờ chúng ta sẽ thử chức năng tự động. Chúng ta sẽ thử khi có mưa xem hệ thống có thu quần áo vào không. Ở đây tôi sẽ lấy thử một chút nước và nhỏ nước vào đầu cảm biến. Như vậy cảm biến ướt, quần áo đã tự động thu vào. Khi thu vào đến nơi, tự động dừng lại để sử dụng. Thực tế thì các bạn nên làm thanh phơi quần áo dài hơn và nâng công suất motor lên. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ thử có tải, tức là có quần áo phơi trên đó. Đây là phơi quần áo ra này. Rồ. Như vậy các bạn lưu ý khi lắp đặt. Thứ nhất, phần hộp chúng ta sẽ bắt vào tường hoặc vào đâu đó. Và phần này là phần không chịu được nước, chúng ta cất bên trong. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một mái che phần hộp này. Mái che đủ rộng để khi thu quần áo vào, mái che sẽ che cả quần áo để tránh bị mưa ướt. Thứ ba là phần đầu này, chúng ta lắp vào một nơi cố định và một nơi có thể ứng được nước mưa. Và thêm nữa, như bây giờ khi cảm biến vẫn còn đang ướt, chúng ta không thể kéo quần áo ra. Và khi cảm biến khô, chúng ta mới có thể kéo quần áo ra. Tức là nếu trời mưa, chúng ta cứ cố phơi quần áo là không được. Ở phiên bản 2, chúng tôi sẽ làm giá phơi quần áo có khả năng tự kéo ra khi trời khô. Khi trời khô, cảm biến khô nước đi thì quần áo sẽ được tự động kéo ra phơi tiếp. Chúc các bạn thành công với phiên bản thứ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.